Rồi chào mọi người, chào anh em cầu thủ ha. Thì đây là cái lưỡi câu. Lưỡi câu này á, là lưỡi câu câu lưỡi này là lưỡi kéo ha, lưỡi kéo, lưỡi đang cừ, lưỡi chiên rùa, lưỡi kéo. Thì cái mẫu này á, thì mẫu là sông Hồng Điện anh em, sông Hồng Điện mình khoan lỗ nè, khoan lỗ rồi làm cái sông Hồng Điện cho anh em luôn. Để anh em nhiều anh em không thích sông Hồng cỏ, nhưng không muốn gắn cỏ thì thích câu điện thì xài sông Hồng Điện ha. Đó. Thì cái lưỡi này hiện tại thì là mình sẽ nói cho anh em nghe chất liệu của nó là thép bằng thép lò xo nghe nè, thép lò xo, thép lò xo 2D2 nghe nè, 2D2 thì nó dài là 5 phân nghe nè, 5 phân. Thì bên mình cũng làm cái lưỡi câu thì theo chiều dài cũng theo yêu cầu anh em. Quên đã nói với anh em như nè, có nhiều anh em á, thì đặt luôn mà lưỡi là câu để làm mà theo mẫu của anh em, nhưng mà thực sự á, thì cũng nói cho anh em hiểu luôn, tại vì bên mình á, làm lưỡi câu á, là cũng hai ba thợ, nói chung làm số lượng lớn lắm, bán nhiều lắm anh em, nên thành ra nhiều anh em đặt kêu làm theo cái mẫu của anh em thì mình cũng cũng thông cảm như thế này. Ví dụ như anh em đặt lưỡi câu á, thì mình sẽ lấy giá nó hơi nới hơn chút xíu ha, tại vì cái thợ người ta làm á, thì nó mỗi cái mẫu khác á, thì nó sẽ khó làm lắm. Với thứ hai nữa mình phải lên chuyển tiền trước cho mình nha, tại vì có những người ta đặt cái mẫu lạ cho lắm, làm thì phải vẽ rồi theo làm, uốn theo nhiều khi uốn một là hai là nó thép không chịu nổi nó gãy đi. Với thứ hai nữa uốn rồi xong rồi mấy anh em không có lấy, thành ra không bán được cho ai, không biết bán cho ai, cũng không ai xài cái đó ha, thì cũng thông cảm cái đó ha. Đó rồi còn cái lưỡi này mình đang cầm trên tay thì cái lưỡi này là đang giá là 150 anh em, 150 ha, chưa bao gồm tiền ship. Đó, tiền ship một lần là 26.000, anh em muốn nhu cầu thì anh em cứ alo ha. Rồi thì mình sẽ chuyển hàng cho anh em, giao hàng toàn quốc, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi anh em xem nhớ đăng ký kênh nha, ủng hộ để xem những mẫu mới nha. Mẫu này cũng rất là nhạy anh em, là cần giữ cá rất là tốt.